chưa được 5 phút nữa quay lại trời mưa to luôn. Rồi chào quý anh em nha, thì nói với anh em là mình quay clip cái nhà này mà giờ chuẩn bị quay trời nó mưa mất tiêu rồi nè, cho nên mình sẽ tranh thủ quay nha, vừa mưa vừa nắng nó mới đau đớn chứ. Thì nhà này thì chưa mình quay nhà áo mình đã bán rồi, cho nên mình sẽ không quay kỹ nhà áo ha. Nhà áo thì vip lắm, đồ xe này có món nào ok. Đây này dàn phuộc này anh em coi dàn phuộc giúp cho Đạt nha. Rồi dàn phuộc chặng 3 này nó đẹp len keng, mà phuộc chặng 3 này độc lạ Bình Dương cái là ốc số 10 luôn nha. Nó có nghĩa là nó y chang đồ Đêm Thái má mưa. Anh em ha, đợi xíu ha. Rồi, ốc số 10 luôn. Phuộc chặng 3 mới lắm. Rồi xong phơi cho đã mưa luôn. Bày ra quay cho anh em mưa luôn. Thôi kệ quay tiếp cho anh em ha. Anh em nghe nó hơi ồn chút xíu anh em thông cảm nha. Phuộc sau mình đã bán rồi, phuộc trước chặng 3 tính anh em vip luôn nha. Phuộc trước chặng 3 là vip luôn á. Đẹp len keng luôn, tính anh em 1.1 triệu thôi. Rồi. Thùng xăng đẹp len keng luôn nè. Đó, thùng xăng đẹp nha. Thùng xăng tính anh em giá 700 thôi được rồi. Rồi mưa to quá. Rồi ok. Cặp cá chân sau đến anh em giá 200 thôi nha. Rồi. Cặp bánh nha anh em. Càng yên rất là đẹp luôn. Càng yên rất là keng luôn nha. Càng yên tính anh em giá 650 thôi. Đó, hơi ồn nha anh em thông cảm nha. Ồn chút xíu tự nhiên anh em đang quay cái trời mưa to luôn em. Nè. Trời mưa to luôn thấy không? Đó, đi đây cửa hàng Đạt nha. Rồi anh em nào mua hàng hay gì thì cứ vào cửa hàng của Đạt. Có anh em nào cần ship gấp hay gì có xe chở tới nhà cho anh em luôn. Nếu mà anh em mua nhiều tầm mười mấy hai chục triệu là bắt đầu mình có thể giao gấp cho anh em rồi. Đây ghi đông nè, ghi đông cùng siêu mới luôn. Ghi đông cùng Super đời 99 nha anh em. Nè cái cùng HLV của nó cỡ này nè. Nè thấy chưa? Đó. HLV nha, zin nha. Zin nha anh em nha. Đó, cùng HLV cỡ này. Thấy chưa? Ok nha anh em, đây ghi đông sọ khỉ nó mới này. Đấy. Ghi đông cùng này Đạt bán cho anh em mức giá 1 triệu nha anh em nha. Ghi đông cùng tính anh em 1 triệu, anh em nào chơi thì liên hệ với Đạt. Gấp hộp set siêu mới luôn. Gấp hộp set đây. Nè gấp hộp set mới lắm. Gấp hộp set tính anh em giá 650 thôi, nhanh gọn tiện lợi cho anh em luôn đi. Rồi. Dây điện sườn kèm IC mobile, nó giống như Đêm Thái luôn nha. Dây điện sườn giống Đêm Thái luôn, tính anh em chắn 1 triệu nha. Dây điện sườn kèm IC mobile, sạc chớp rồi đè. Đó. Đây có bên này có cặp bánh nữa nè anh em. Cặp bánh của Super. Cặp bánh này thì tình trạng là vip nha anh em nha. Ôi bánh cầm nó còn mới luôn em. Bánh cầm còn mới luôn ha. Niềng thì đã bị thay rồi nha. Bánh cầm nó còn vàng thôi nè anh em thấy không? Đó. Nè cầm cỡ này nè. Đây, cầm này. Ok cho anh em. Đó. Cặp bánh này bán cho anh em mức giá là 1.5 triệu nha. Cặp bánh 1.5 triệu cho anh em. Bộ cầm không là 1.5 triệu rồi đó, bán cho anh em nguyên cặp bánh 1.5 triệu luôn. Nên là chơi liên hệ với Đạt, cầm màn khè nè. Thấy không? Đó. Bán này bán cho anh em 1.5 triệu nha. Rồi, ok, đây mã đùm đây. Nói chung là giá con này thì mình bán giá này rẻ cho anh em rồi, anh em mua về xài chơi hay là sao cũng được, tùy anh em thôi. Nói chung giá này ok rồi. Coi thử cái cần thắng rồi. Còn thắng này đẹp đó anh em ơi. Đó, cần thắng này anh em lấy thì báo mình luôn nha. Cần thắng, cần số có luôn. Cần số anh em nằm trong bộ ốc trong kia rồi. Có bộ ốc nhanh ngoài luôn nha. Tí mình sẽ rửa dầu mình quay sau cho anh em. Rồi, thì anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với Đạt. Tự nhiên lúc nãy mới đầu quay trời nó muốn mưa thôi anh em. Còn nắng mà giờ mưa to đùng luôn nè. Chưa được 5 phút nữa quay lại trời mưa to luôn. Anh em thấy không? Nắng mưa thất thường. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, đồ jean là anh em xài thoải mái rồi, đẹp keng luôn. Anh em nào lấy liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều nữa ha.